Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp địa hình Czech Merlin 6, một dòng xe đạp Czech khung nhôm, vành bánh của xe là 27,5 inch. Và xe thì được sử dụng độ đè chuyển động là Shimano Altus với 7 tầng lip và 3 tầng đĩa. Cho xe có 21 tốc độ khác nhau. Thì toàn bộ chiếc xe này là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng hết 100% các bác nhé. Nguyên zin nguyên bản hết 100%. Bản này là bản vành bánh 27,5 inch các bác nhé, và đang có giá bán bên em là 9,6 triệu. Đấy, một chiếc xe đạp thương hiệu Czech, hiệu Mỹ, và một cái thương hiệu cực kỳ đẳng cấp trên toàn thế giới rồi. Tất cả các bác chơi xe lâu năm thì chắc chắn là không thể không biết cái thương hiệu này rồi, một cái thương hiệu xe cực kỳ lâu đời và rất là có tiếng trên toàn thế giới. Model Merlin 6 các bác nhé, đây là bản bánh 27,5, tông màu cam rất là đẹp, cực kỳ là thể thao các bác nhé. Khung xe thì cũng còn cực kỳ là mới, các bạn có thể nhìn trên hình đây. Đấy, hầu như là không có vết mũi đốt nào luôn các bạn nhé, rất là đẹp. Đấy, chỉ có những cái đây là cái vết bẩn cho em giờ, cái bóp thùng xong. Đấy, những vết bẩn thôi các bạn nhé, không hề xước một tí gì luôn. À, nói không xước thì hơi quá, nhưng nó chỉ có những cái răm do đã qua quá trình sử dụng rồi. Khung xe thì cực kỳ là vẫn là rất là đẹp. Trên này thì trang bị tay bấm xả của Shimano các bác nhé. Để đây, Shimano này là Shimano 8, nhưng nó chỉ trang bị nít 7 thôi các bác nhé. Sau này các bác vẫn có thể nâng cấp lên 8 bình thường, tại vì cái đè này nó nhảy cả được cả 7 cả 8 luôn các bác nhé. Phanh của chiếc xe là sử dụng là phanh dầu thì thương hiệu Techo. Đây các bác nhé. Những cái chi tiết này nguyên zin hết, bon chè gừ các bác này. Đấy. Nguyên zin hết. Đấy, toàn bộ các bác nhé. Đấy. Kể cả vành bánh nốt. Đấy. Em vừa bóc thùng luôn. Xe này vừa bóc thùng vẫn chưa. Những cái lốp liếc này là sau này nếu mà các bác mua thì em sẽ vệ sinh cho các bác nhé. Đấy. Nguyên zin nguyên bản hết các bác nhé. Cái gai lốp này các bác có thể nhìn này, còn rất là mới, chứng tỏ là chủ cũ họ đây rất là ít. Đấy, đi cực kỳ là giữ gìn. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đó từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm phủ phốt là 57 cm, thì xe phù hợp các bác đi được khoảng 1m65 đến 74-75 đi phù hợp. Vâng, và thì chiếc xe đang được bán với em mức giá là 9,6 triệu bao ship toàn quốc, tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bạn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.